Bị tê lưỡi hả? Nó quá chắc mà. Nghe một cái lắm mà, tôi ít thịt bột ngọt lắm. Thịt bột nó cái gì cần ra gì đó. Bột, bột, bột. Ừ. Đâu ra đâu? Thì đó. Thì ba có bột mà rau nấm ở rau củ quả đó hả? Ừ. Ủa vậy tôi ăn cái gì? Tôi hạn chế lắm. Nhưng mà này nấu không thì nó hơi nhạt nhạt ấy hả? Bởi vì không, nhưng mà ý là nêm á, tôi nêm gì? Thì bột can cà rốt đồ đó, nhưng mà tôi bỏ ít bột. Còn nó chắc không à? Thì ăn để mà sống ra không vô nữa. Bạn mới đi, bạn mới có sức đi làm. Ừ? Thì không ăn thì làm không nổi, bạn không vô nữa rồi, thấy không? Em phải làm thứ sáu mới đi làm cho anh ta. Mình bữa nay ở nhà làm tiếp tục ở nhà. Nói tôi làm tới giờ phải không? Cái bạn mê luôn mà. Ừ. Thì mấy bả đâu có biết cái gì, có là ăn rồi cái lưỡi á hại cho cái thân. Bữa nay cái hậu nó mát, thứ tư bắt đầu nó mưa thứ tư năm sáu 13 bữa luôn, để vậy mà mới có không. Cái gì là ngày nay chắc ăn 40 ngày đó. Có mình đi ăn 40 nguyên ngày. Ăn cháo nguyên ngày. Ăn bánh mì cũng nguyên ngày. Cái luộc ra chi nhiều vậy? Gì là luộc chút cũng luộc, thấy không? Luộc chút cũng luộc, luộc cục nhỏ đó mà giờ nó ra vậy đó, thì ăn 40 nguyên ngày đó. Muốn bệnh đó. Sao mày qua cái hậu mát mà muốn bệnh ta? Chứ mà chi nóng như bữa trước rồi không nói, rồi qua nó mát thì mày là... Từ cái chỗ mà nó thay đổi là cái đưa tới cái bệnh đó. Ngồi gì hết? Thầy phải hiểu rõ là như vậy. Từ cái chỗ mà nó oi, nó nóng mà nó khó chịu, đừng cái nó kết đổi là bệnh là đó. Tôi ngủ nó nhức đầu hết rồi, nhức đầu. Ngủ ngon. Tôi dậy hồi 3 giờ. 3 giờ cho tới bây giờ đó. Cho nên khi nào mà nó, con người nào mà nó muốn nằm là phải nằm, nhức đầu á. Là bởi vì cả 3-4 tiếng đồng hồ mà không ngủ, cả dậy hồi 3 giờ sáng tới bây giờ luôn. Nó nghỉ sớm mới mầm, nhưng muốn bệnh. Ở sáng hái rau nè, hái rau ăn cho thiệt là nhiều để cho nó dễ cảm. Ừ. Làm sao mà giải? Nhưng mà chắc trưa nay tôi phải xong. Nhưng mà Covid nó còn nha. Ông Cali có nguyên nhà Phật tử tôi bị Covid đó bên á. Đó là một cái triệu chứng cảm từ xưa giờ. À, thì đã nói rằng cảm thì nó dễ lây. Chứ Covid đó là một cái danh từ mới mà thôi. Chứ đó là một cái triệu chứng cảm cúm thôi. Từ ngày xưa giờ. Cho nên Covid-19 này nọ này kia đó là một cái danh từ mới. Mà nó cũng lấy bao nhiêu mạng người. Thì lấy bao nhiêu mạng người. Thật sự ra đó là mình cũng nghe tin tức. Mình cũng nghe điện đài. Rồi đó, nếu như mà không có tin tức đi ra nghe đĩa, ủa sao mà đầy nhóc cả người chết chung như vậy, không? Cho nên á, định luật sinh lão bệnh tử là mình cứ phải chấp nhận trong cái kiếp của con người. Con chim, đấy, con chắc, con vật, con thú, con mẹ, con tâm, con bò. Bạn, thế đang nổi đó. Hả? Thế tôi ăn có nhiều đây mà không nổi thôi. Để cho chim ăn. Chấm hối chứ thiệt hết vô rồi. Bạn cứ nghe rõ rồi.
8 rồi. Là 5 tay rồi, ở, là 6 tay rồi. 7 thì 8 gì hết chứ. Thôi năm mùng 8 âm lịch. Mùa 6 là tháng 6. Lễ trùng xiết. Trùng cũ và trùng xiết. Quá, trùng lục chứ. Chính tôi thấy rõ ràng là đâu có ăn nhiều đó mà có trướng cái bụng đó. Một tô như vậy đó là nửa tô rồi chấm nổi, tại tôi ăn bún tôi không thích ăn mà chặt mít sao già nghe mà trộn nó mà ăn tô nổi, tại tôi ăn tô nó chắc chết rồi. Ăn bún là phải cái tô bự là mình trộn nó thoải mái, đúng không? Thì bây giờ thầy ăn yếu cái hồn mà thầy ở bên bà cụ chuồng ăn tầm ăn lên. Nó nhiều. Thế không phải hai bữa đâu. Nói giống bằng nhiều. Ngọt rồi nó mập. Và uống nước nó cũng mập. Có ăn nhiều rồi vậy nè. Cái món này mình thích đó. Ví dụ như bắp, tôi thích ăn bắp. Cứ mua ăn thái bắp rồi. Sầu riêng, giờ hết ăn sầu riêng này mắc quá, không nổi. Một trái sầu riêng cũng phải là 30-40 đô. Bánh quay dạt, bánh quay dạt. Lâu mình trạm qua rồi cũng không uống đâu. Giờ nấu nữa không phải uống nữa thôi. Hôm qua uống được 2 bình, còn 2 bình. Vì hôm qua nấu nhiều là tại có khách mà, rốt cuộc khách ai cũng thật. Đấy, nấu tràn cũng được. Phật tử nó về chùa nó đâu uống nước trà đâu. Nó chỉ là uống nước lạnh thôi. Nước chai rồi này kia nọ thôi chứ còn đối với nó mà nước trà thì không có rồi. Chị qua tôi xách xe tôi ra tôi mua bánh kẹo cho mấy đứa nít. Thấy thằng lại thấy nó tội nghiệp. Thì nhớ cha mẹ nó mới giấy tờ. Ăn uống cũng thiếu kém. Nó nhỏ xíu con là thấy tội đi ra mua cho nó mừng quá trời luôn. Mà nó nói tiếng mẹ mình đâu có biết đâu. Ở bên nhà đêm bên đó hả? Ừ. Rồi cái nhà bên đó là thầy quản lý hay là ông đang quản lý? Thầy mới quản lý gì? Thầy mới luôn. Thầy đương nhiên phải có cái người quản lý của cái nhà chứ hả? Ừ, thì thầy mới thôi, thầy quản lý thì giao cho ông đang. Ừ, thì ông đang quản lý. Nó lấy tiền. Ừ, thì ông đang quản lý, ông đang lấy tiền cho ông 3 năm. Ừ. Như trả công ông 3 năm. Ừ. Như trả đơn, cái công ông đứng ra mua nhà giấy tờ là 3 năm. Ông cho mướn lấy tiền 3 năm. Wow. Ông chỉ đóng thuế nhà với bộ bảo hiểm thôi. Ông đóng mà hay là? Ông đóng. Năm, một tháng nó 800. Thì một năm nó lại là bao nhiêu? 9.000 rồi biết là tôi tính toán giờ biết là vậy đó. Thì tháng 800 hả? Ừ, 9.600. 10 tháng là 8.000. 8.000 với 2 9.600. 2 tháng ngàn. 9.600 thì mua bảo hiểm với thuế cho khoảng chừng có ngàn mấy thôi. Ngàn mấy đi thì cũng còn 8.000 đó. 3 năm. Tới ngày 10 tháng 12 năm 24 thì ông có trách nhiệm. Ông hết trách nhiệm rồi, ông bàn giao lại cho thầy. Giao lại cho người chủ chứ. À, người chủ. Người chủ lúc đó là tôi mới đứng ra, tôi đứng tôi mua giùm cho Phật tử. Người chủ mới lấy cái... Họ bây giờ họ mua nhà Cali, họ không có tiền. Đã hiểu không? Họ mua nhà Cali, họ không có tiền đủ. Họ mới mua ở đây để làm cái bằng chứng là họ có cái của vậy đó. Rồi thí dụ tới lúc đó thì tôi phải làm cái giấy là tôi mua cái nhà này. Mỗi tháng tôi trả bao nhiêu để nó đủ cái income vô là mỗi tháng họ làm việc về cái tiền nhà bên đây. Một là họ lấy tiền hẳn ngân hàng, họ lấy hết. Hai là họ là chủ ngân hàng của mình. Mà lúc đó thì nhà không còn giá này đâu. Bây giờ nó rẻ chứ lúc đó nhà không còn giá này.
Bây giờ là rẻ ngộ vậy? Bây giờ nó là mắc nhá. Không, nó rẻ. Nó rẻ là tại cái đồng đồng lời nó xuống, nó mới lên nó lại thôi thì bắt đầu nó dựng nó đứng nè, nó đứng hiệu xuống nhà mà nhà băng nó giải ngân nó cho mua nhà mà nó lấy lợi ích á, ai cũng không nào trả tiền đi mua. Bây giờ nó xuống rồi, bây giờ nó lên thì nhà nó đứng sững lại, đứng rồi. Tại tôi sợ đi bác sĩ lắm, cái bụng nó to không, một phần là tại nó bụng bụng phệ không nói, một phần là tại túi mật á, nó làm qua gan. Thì như vậy đó là coi như là bị gan, nhưng mà chưa đến đổi gan, nó chỉ là nó điều tiết không kịp thôi, cho nên nó có khi uống nước nó cũng trướng lên nữa. Coi như bình thường á. Bây giờ cái này nếu lơ mơ là phải đi rắc túi mật, tôi sợ lắm. Chứ không nghĩ nữa. Bây giờ đó thầy có sợ là bị nó vẫn bị mà rồi á nó cứu chữa thì nó là nó diệt cái đó đi, nó diệt cái đó đi thì đương nhiên. Thôi ráng thì biết vậy rồi, nhưng mà thôi ráng đi, ngày qua tháng lại, nếu quá tuổi 50 thì sống thêm vài năm nữa được rồi. Hồi xưa Khổng Minh cho các lượng Tào Tháo Lưu Bị rồi năm mấy tuổi không mình sống chi nhiều không? Rồi bây giờ đó là nếu như mà thầy nó ok sống thêm vài năm nữa rồi cơ sở đây sao, nhà cửa đây sao? Nó tùy cái duyên. Ví dụ như bây giờ mà đem mấy ông thầy đệ tử qua được á thì nó có sự tiếp nối. Thầy ở bên này 8 năm mà thầy có cái income như thế này thì thầy bảo lãnh thừa sức. Thầy trong bên chùa kia kìa, ba ông ở đó, bảo lãnh qua ba ông ở đó. Nó bắt buộc phải khai thác 2 năm phải lên. Tôi mới làm giấy tờ có 1 năm mà. Cái hội nó mới có hội. Ông một người sao bảo lãnh được. Thì bây giờ đó là ở đây nó là cái hội rồi. Cái hội rồi nhưng mà cái hội tôi mới có 2 năm mà. Mà 2 năm nhưng mà mới khai thế có 1 năm. Chưa tới năm tới mới tới mùa khai thế nữa. Mà cái hội đó phải hoạt động mới có tiền. Trong hội đó phải có 50.000. Ông nghĩ tôi về tiện đâu. Nhưng mà bây giờ đó là thầy đó, là trưởng hội. Chủ tịch. Chủ tịch. Rồi ai là phó, ai là thượng tướng. Khi sinh đó thì nó bắt phải là cái hội phải 4 người. Không, cái hội thường thường có 3 người, chắc giờ nó đẻ ra nữa đó. Cái đẻ là có người làm chứng. Người làm chứng đó, không có thì mượn luật sư làm chứng. Thì đằng này với ông Đan thì thôi. Còn người nữa. Nó bắt lập hội là phải từ 3 người nằm trong cái thủ tục hành. Vợ bà đang ở vợ ông Đan thì lại chứ nó có thôi, chứ bên đây không biết được gì. Vợ chồng nó có chung địa chỉ. Chung địa chỉ cho từng nhà. Hai vợ chồng riêng. Còn hai để cho nó có vậy thôi, chứ quyền là quyền cái người đứng lên xin phép của chủ tịch hội thôi. Rồi một năm thì mình phải đề nghị một lần. Rồi đó, nếu như mà bắt đắc kỳ tử là ông Đan với là vợ ông Đan phải tiếp thu cái cơ sở này. Không, cái này tôi không có hiến cho hội. Cái này là cá nhân. Hiến cho họ nó thuộc tài sản quốc gia, nó thuộc của nông lâm phiệt quốc gia, tôi đâu có hiến. Hội xin thành lập hội mượn địa chỉ ở đây đặt văn phòng tại đây, chứ tôi không có hiến. Hai cái đó khác nhau. Chứ nếu mà cái am của tôi mà tôi hiến cho hội đó thì bây giờ là coi như là tôi không có trống thế, tôi không có năm một phí. Nhưng mà thà tôi chấp nhận tôi đóng thế mà tôi không có hiến cho hội. Rồi bây giờ ông hỏi vậy thì nó hai vấn đề. Hồi đó mua đây nó là đúng 10 năm là có sự thay đổi. Nếu có ai mà lo lắng cho tôi được cái tuổi già đó thì tiếp tục tiếp nối, thì tôi rút ra phía sau tôi hưu, tôi nghỉ ngơi. Bạn giao lại cho cái người nói tiếp. Người đó yêu cầu ngày ngày bưng cho tôi 2 lần cơm được rồi. Lo lắng cho tôi.
Còn nếu như mà không có ai á, số mình cô đơn á, không có phước á, thì thôi, thì thứ nhất là bán căn nhà này ra, tôi có được một số tiền, rồi tôi đi vô trong cái mobile home thì... Không, tôi có lương hưu và nó không thì à, cái gì đó, cái gì như bà nội ở đó, cái housing. Như housing, như mình xin cái housing, ví dụ như housing như mấy Phật tử đó đó, ở hai phòng thì phòng mình để dành tiếp khách, còn phòng thì rồi mình đầu tiên thì mình không phải là nói xin được liền, trước mắt mình cho mình thuê, nếu không thuê một hai năm thì một hai năm đó là cái tiền mà tôi bán cái nhà này ra nè, tôi trả dư sức rồi, cho tới là cuối cùng một trong một đồng hồ hai năm đó là mình là tiến hành thủ tục là mình nói là rõ ràng tôi không có nhà, rồi tôi cần cái housing. Rồi tôi nói là tôi nói hiểu ý tôi nói kịp không? Chứ bây giờ tự nhiên có nhà cho tôi thao sinh đâu có cho. Đó là tôi nói dự án là 10 năm cho tới 15 năm nữa. Thì họ mua cái nhà này á là năm 2020. Thì đúng 2030 á là bắt đầu tính toán đó. Đó thì bây giờ từ đây tôi đã còn 8 năm nữa. Thì nó như vậy thì giao housing á cho tới cái ngày mà tôi có cái tiền hưu á, hưu non là bao nhiêu, hưu già đi, hưu non là năm sáu là 67 tuổi, rồi 67 phải không, 67 mới hưu, ủa 65 67 67 thì một tháng tôi cũng bằng cái tiền già, là ít nhất cũng bằng tiền già, nhưng tôi nghĩ là những cái năm cuối cùng, năm nay là năm thứ bảy nè, tôi khai thuế rồi, mà tôi nghĩ là 10 năm tôi đóng thuế, nhưng mà tôi đã tôi đóng cho 15 năm để thêm 5 năm đó tôi đóng cho khá một chút, khá một chút, tôi đóng hơn cái 10 năm đó, tôi cứ đặng về già tôi hưởng tiền nhiều một chút, ví dụ thay vì bây giờ tôi đóng bình bình thì mà tới tiền già tôi 700-800 như ông thôi, thì bây giờ thay vì 5 năm tôi tiếp theo đó tôi chấp nhận tôi đóng thêm, mà đóng gấp hôi khai gấp đôi gì đó thì về già tôi khoảng tiền ngàn mấy, thì ngàn mấy thì tôi nghĩ rằng mình đi nước nào cũng được hết, nếu mà lúc đó là chắc tôi già tôi ốm, nếu mà tôi còn sống tôi ốm chứ không lẽ mọc hoài, thì lúc đó dù như qua các đệ tử bên Anh, bên Đức, bên Pháp, Thụy Điển, Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam thì đó, dù vậy mình đi đâu cũng tới tháng mình có tiền ngàn mấy mình xài, không có làm phiền ai, mình vẫn có cái nhà housing đó, đi về. Nếu như không đi nổi nữa thì ai lãnh nuôi tôi đó đều có tiền, phải không? Mình không có lòng phiền ai đó, tôi nghĩ vậy đó, mà chắc là bà không cho tôi sống tới đó đâu. Tôi giỏi cao nhất 55 tuổi, không biết tới không, 50-55 à. Chứ hỏi ông bây giờ tôi sống chi hoài, sống ai cũng súng nhau chết, trên ngọn mình tôi sống buồn lắm. Tính ra ông nghĩ từ hồi năm tôi xuất gia năm 90 tới bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ không biết bao nhiêu người chết. Những người mình biết đó nghe chứ không nói những người đời thiếu gì người chết, những người mình biết á. Chết hết rồi, hết thế hệ này tới thế hệ kia chết. Bạn bè học chung với tôi hồi xưa hồi tiểu học cũng chết. Bạn bè học trung học cũng chết. Bạn bè học thời đại học cũng chết. Rồi những Phật tử hồi xưa kêu tôi bằng chú thầy Sa Di đó cũng chết, là những người Phật tử kêu tôi bằng thầy cũng chết, những người quy y tôi cũng chết, rồi hỏi tôi chết riết bây giờ tôi sống hoài sống với ai không? Thôi tôi nghĩ 55 tuổi được chắc không tới hưởng tiền hưu đâu, thôi mình đóng với chính phủ. Nó thì nói mình nói dự tính nhưng mà đừng nói ngay thì nói đi nói lại chứ người tính cũng qua trời tính, người ta nói vậy đó. Nhưng mà mình phải có cái định hướng vậy đó. Nên như vậy mà tôi còn trẻ tôi ráng làm. Để tôi thấm cái mùi vị với người ta. Thí dụ tôi làm thì tôi mới biết được cái cực khổ của người đời. Họ đi tìm ra miếng cơm manh áo cực cỡ nào. Biết cực khổ của cha mẹ nuôi con cái để làm ra đồng tiền nuôi con cái cực cỡ nào. Biết thầy tổ hồi xưa thương đệ tử, lo lắng đệ tử đi học cực cỡ nào. Tôi hồi xưa tôi chưa không lấy tiền của thầy tôi một đồng đâu.
Nhưng mà tôi vẫn biết cái ơn thầy mình đã tác thân mình giới thân tuệ mạng, đi đâu cũng thờ thầy, nhớ lời thầy dạy. Vậy thôi, mình sống đời, sống chơi. Cái chừng nào mà không muốn sống nữa sao mà chết chơi nó khỏe, mà không chết chơi được không hay là chết âu sầu. Đời nay á, nhiều đời nhiều kiếp về quá khứ tôi có bố thí, nhưng mà tôi bố thí cho người ta, tôi hà tiện, tôi toàn là bố thí cơm áo thực phẩm không à, tôi ít cái bố thí tiền. Nên đời nay tôi hưởng nó lại toàn là cơm áo thực phẩm không có thiếu, nhưng mà tiền tôi nó không có dư giả. Còn á, mình chắc là tại hồi xưa mình cứ mình hốt đồ ăn thức uống, cho nên đồ ăn thức uống ngày nay tôi không bao giờ thiếu, thấy không? 10 người tôi ăn cũng không thiếu nữa. Nhưng mà tôi hà tiện lắm, tôi ăn cái đồ gì ăn còn gì ngon đó, tôi để dành tôi cho. Trời nói thiệt cái chú á, sở dĩ tại á, tại sao mà tôi gian nan, tôi gian trinh, tôi to trôi nổi vào lòng mà ai qua đất Mỹ không một người bà con. Nếu mà chú người đời đó khác, tôi người tu, huynh đệ thì không có, mà nó dập nhiều, tại sao tôi phải thay không? Nhà tấm lòng tôi nó mới để bụng, cho nên bụng nó bự. Tôi chửi thì thôi, ai sai thì tôi nói, mình không có thù oán, mình không có ghét ai, thấy người ta sai mình còn thương nữa. Mình nói thôi, còn nó dập nhiều tôi mà vô tình nó giống như nó làm vậy đưa tôi lên, thấy không? Giờ cả năm châu bốn bể đều biết tôi, nhờ vậy mà tôi có cái cơ duyên để tôi giáo hóa. Chứ nếu tôi không mang tai tiếng nào biết tôi lại, tôi là kẻ vô danh tiểu tốt mà. Bây giờ á, hồi nhỏ đó tôi ăn á, hồi lúc vô chùa cho tới làm thầy á, có đồ gì ngon á, không có dám ăn, cứ cắt để dành cho Phật tử, những người già. Mà thiệt, hồi đó mà ăn tùm lum chết giờ tiểu đường chết dịch rồi. Hồi đó là nước yến, nước ngọt là không có uống. Bây giờ là tôi uống xá xị là tại tôi nhớ hương vị quê nhà thôi. Chứ chú thấy trò đâu giờ đi mua coca, cola đủ, chỉ có xá xị thôi. Là tại nhớ cái mùi đó là thích. Hồi đó, thời kỳ mới ra nước này, nước kia, nước bí đao, xăm la hứng, quả bí đao rồi kia. Cứ gom ai cho, ta quý lắm, ta mấy bà thương mình lắm. Con cái cho bảo uống lon hay lon đem cho mình thôi. Tôi gom lại lần tôi chở cũng chở đem về mấy vùng quê mình biếu cho người ta. Cái tới khi tôi về quê cũng vậy nữa. Ở Sài Gòn nào là bánh Pháp và bánh Nhật và bánh này kia cứ tống về mà mai ha. Thiệt sự là tôi nhờ có lòng tốt mà tôi né được tới ngày nay tôi chưa có tiểu đường. Tôi để biếu hết, tôi nghĩ là mấy người già ta sống không bao lâu nữa, mình trẻ còn lâu mặc sức mà ăn. Tới cứ để cho hết thì nó nên giờ nó mới tiểu đường. Nó có 2-3 cái lợi. Thứ nhất là mình không có tham ăn đó, thì mà còn mập phải không? Thứ hai là mình không có hút uống, nó ham ăn hút uống đó, mà ăn á thì nó nhập vô thân nó bệnh. Chắc là cái cô nó mập về là hồi ăn sầu riêng á. Sầu riêng quá trời mà. Tôi nhớ cái nếu mà tôi còn ở quê nhà đó, ngày hôm qua đó, ngày sinh nhật này đó, là ngay cái trúng mùa sầu riêng, mà sầu riêng trúng ngay cái mùa rộ á. Ăn mấy ví dụ như hồi xưa á, cái chùa tôi lãnh tôi nhớ kỹ nó có 74 Phật tử thôi. Nó dùng nó có 74 Phật tử. Thì khi mà tôi về, tôi bỏ rời đất Sài Gòn, tôi về quê thì không biết đâu có ai nghĩ rằng tôi về quê tôi sống nổi, mà tại tôi quen à. Tôi ở Sài Gòn 12 năm. Tôi quen nó Phật tử nể nang thương. Cứ tới mùa sầu riêng một người cho một trái thôi. Đầu mùa đó, vì cái thế sầu riêng mà. Thì 74 người là ít nhất cũng 74 trái à. Rồi bắt đầu tháng 5 Tây này nè, tháng 5 âm lịch này nè, tháng 6 Tây là tới cái mùa giữa mùa nó rộ rồi, nó rẻ dữ lắm.
rồi trời mưa, mùa này trời mưa lất phất phất, cho nên nó những cái trái trên cao ta đâu lên thấy được, cái nó chín nó rụng. Tới ngày sinh nhật của tôi đã coi như là họ đeo sầu riêng chôm chôm mang cọc vòng vo nhé, chắc đầy hết tên kìa nè. Ông nghĩ cái ăn quân ngủ rồi thế cứ ăn lội ra trái nào ngon ăn, trái nào quá dở như là mình không ngon bằng á, mà thải xuống cho đại lý rồi họ lấy cái cơm họ làm nhân á, họ làm nhân bánh bía đó. Cuối mùa cuối mùa 74 người đó, chú Quang Hỷ chú cho cái bình nước trắng á, nước trắng cũng được, đây cũng được, cho cái ly luôn Quang Hỷ nè. Cái tới cuối mùa đó, uống hai bình chắc luôn, không rồi uống cái ly đè, cái ly đắt à, cho nên đặc biệt uống cái ly đắt à. Bây giờ ăn lại ăn có cái hến đó, cái cuối mùa cái mấy trái đèo mà nó ngon á, tử thương cho ngưỡng trái nữa thôi. Thì đầu mùa cuối mùa là 150 trái rồi. Không biết vậy mà mập rồi được. Ví chua chua nó đắng, nó ngọt. Ăn mà nuốt vô rồi nó có chị ngọt thiệt, đúng là trà bắc á. Bác học có hoa gì vậy? Muốn hò nó hò kìa. Nay tôi không có đi làm, thực ra tôi tưới tẩm tôi trồng chút, cái 11 giờ tôi đi công chuyện vụ cái điện thoại cho nó rồi. Có điện thoại thôi mà nó rắc rối. Rắc rối là kết nối cái số cũ vô số mới luôn á, mà kết nối rồi đó mà nó vẫn chưa có work. Ban ngày uống trà là thiệt ngon, uống vô xong là cái vị ngọt nó nằm ở ngay cuối họng rất ngon, giống như cái tim sen. Nó còn bòn bon á, tôi thấy bòn bon, tôi nhớ bòn bon, hay là cái rổ, nó cái là tôi không thích ăn măng cục, không hảo măng cục, ăn mũ không à, rồi riêng bòn bon, chôm chôm. Thôi ra ở Vĩnh Long hả? Ở đâu? Cái Mơ. Cái Mơ là đâu vậy? Hồi xưa Vĩnh Long giờ Bến Tre. Bây giờ là Bến Tre. Giờ Bến Tre. Xưa. Cái xứ Bến Tre là cái xứ trái cây mà dừa. Không, dừa nó xứ quê tôi á. Tân Tây. Có xứ thì dừa, có xứ như cái xứ nước mặn đâu có trồng được trái cây. Trồng dừa với mía thì vùng biển á, còn cái vùng ở Cải Mơn Chợ Lách rồi kia ra thì trồng dừa nó phí, trồng dừa đó có nhiều tiền, để trồng trái cây nó nhiều tiền, cây con cây kiển. Bên Tre bây giờ qua cái cầu Rạch Miễu á, qua cầu Rạch Miễu là tới chỗ ông Đạo Dừa là Cồn Phụng rồi. Đó, là đúng rồi, Cồn Phụng. Cồn tới trong thành Bến Tre. Bến Tre làm bao giờ nó là cái tỉnh. Chưa là Kiến Hòa. Ồ, nó là Kiến Hòa. Chưa tới Kiến Hòa. Kiến Hòa mà... Nguyễn Xuyên là đâu? Lớn Xuyên là ở Trà Vinh. Trà Vinh à, Trà Vinh à, là coi như Phật học đường, Phật học viện. Bình Phật học đường chứ không học viện. Đúng ra là cái chùa tên là chùa Long Phước, mà trường Phật học Lớn Xuyên. Rồi cái này sửa riết thành ra cái chùa cứ mắc cái tên Long Phước người ta luôn. Thành ra giờ cái chùa Lớn Xuyên chứ thật sự là Phật học đường Lớn Xuyên. Rồi tại bây giờ khi sư ông Thiện Hoa, sư ông Thiện Hòa đi học ở ngoài về đó mới mở cái trường á. Ừ, đi học ở Quế.
mới mới gọi là nó vừa là gì, nó vừa là nằm giữa giữa hai con sông Tiền và sông Hậu, là mới xuyên là sông, vừa là toàn thể trong đất nước nó mới có cái trường thứ hai. Thầy con nhà cái gốc cái rúng của Phật giáo là nằm ở Huế. Quý ngài ở Trăng Nam này, ngài Thiện Hoa, ngài Thiện Hoa. À quên đó, tôi nói không, hồi xưa giờ tôi ông học á, giờ thầy ông học là sư ông Thân Từ đã dạy ông rồi chứ hả? Ừ. Rồi sư ông Từ Thông cũng có dạy không? Có. Hả đó, tôi hỏi vậy là chứ còn bị gì, tôi nhớ là thầy Từ Thông á lớn hơn, nếu nói đạo á là lớn hơn thầy Thân Từ. Nói đạo nghe. Ừ. Tại thầy Thông xuất gia con nhà nội. Tôi từ nhỏ mà thầy Thân Từ 21 tuổi mới đi tu. Thầy Từ Thông ở Pháp Hội mà. Ở đó Pháp Hội vậy? Ừ. Đúng rồi, Pháp Hội sao mới về là hay không đó. Ê, Linh Sơn. Linh Sơn còn muối nữa. Ừ. Thầy Từ Thông người miền người Huế hay là không, thầy Thông người Cái Bè hay là người ở Quảng Trị vậy? Có người ống ống không, thầy Thông người Cái Bè. Ông có Cái Bè à? Giờ mặt mà thầy cũng... Cái Lẫy Cái Bè à? Tên là Nguyễn Văn Sáu, sinh năm Thìn 1928, Mậu Thìn à. Có tên từ Tý, của Nhất Hạnh Dần, Tý Sửu, cách năm nó tới Dần, vì ông Dần chết rồi đó. Mẹ ông Thìn và còn ông Tý ông Thìn đó, thằng Tý Thìn là tâm tai ở năm là Dần, mẹ ông Thìn đó. Cụ Thành Từ đi là cụ Từ Thông đi á, vì hai cái mình nói theo cái vụ mà ngũ hành bắt quái thập chi can rồi đó, thằng Tý Thìn nè. Tâm tai ở năm Dần Mẹo Thìn nè. Bởi vì chứ cụ Từ Thông á, tuy là nhỏ, cụ Thanh Từ 4 tuổi, nhưng mà xuất gia hồi nhỏ. Còn cụ Thanh Từ mình thì lớn tuổi, mới đi hai mấy tuổi mới đi tu. Mỗi người có cái duyên khác nhau. Nhưng mà về cụ Từ Thông á thì tại vì á, gọi là con nhà nồi, rồi đó quà tăng. Cụ Thanh Từ thì lại là sư đệ tử cụ Thiện Hoa, cụ viện trưởng, đúng không? Mà cụ Thiện Hoa thì lại là cải cái bản gì đó, cái bản sửa đổi gọi là Trấn Hưng. Giống như thật sự, nếu tính ra đó là sư ông Thiện Hoa mà còn sống thì nó còn nhiều cái hay đó chứ đâu. Thôi thì cái chưa tới đó. Không còn Trấn Hưng đầu tiên là cụ Khánh Hòa, là người Bến Tre tôi đó, cụ tịch năm 47 đó, cụ sinh năm 1877, tịch năm 1947, là đúng 70 tuổi đó, cụ Khánh Hòa mới kết hợp với tổ huệ, cụ Pháp Chủ Huệ Quang, cụ Pháp Chủ Khánh Anh, để tôi kể sơ ông nghe ông nhớ lại. Mới đứng ra mở Phật học đường, mở cái tập chí từ bi âm. Đầu tiên là liên hợp xã, Phật học liên hội xã, tập chí từ bi âm. Rồi sau đó mới rã luôn cuối cùng mấy cụ thiện hòa đồ đó đi học về Huế về mấy ba ông cụ này mới kết hợp rồi mở Phật học đường Lưỡng Xuyên. Thì không có kinh tạng để dạy cho cái người của Khánh Hòa đó mới bán cái chánh điện chùa Tiên Linh, mà thời chùa Tiên Linh cắt là bằng gỗ liêm, dỡ gỗ liêm bán. Đây là cái chứng tích lịch sử luôn chứ không phải đó. Thì mọi Phật tử mới cản dỡ dạch chánh điện ra gọi nhà tổ, không thì chánh điện cắt nhà tranh rất lá mấy hòa cái Phật tử mới hỏi chứ sao cụ tổ làm vậy. Cụ nói bây giờ tăng bại hoại hết trơn rồi, tăng không lo học hành,
không lo học hành cho nó có nơi tới chốn. Con đàn con đóng, vợ con kẻ kẻ thì kè người thì tay vòng con tay dắt vợ, làm sao mà Phật pháp mạnh được. Thời mà kỳ mà lục quả đáng á, ngũ sư môn cô thấy vậy, cô mới nói thôi giờ phải đào tạo tăng tài. Mà nếu đào tạo được tăng tài rồi đó, yêu cầu 100 ông được 10 ông là tăng tài thôi. Thì ông thấy rõ ràng không, nhờ cái duyên đó mà mới ra các sĩ tử là bậc thầy của ông đó, thấy không? Như là cụ Thanh Từ, cụ Quyền Di, cụ Từ Thâm, cụ Nhất Hạnh, cụ đó một lúc đóng bây giờ đó là cụ Thiền Tâm, cụ Vũ Huệ được đó. Thấy rõ ràng không? Đúng cái thời đó đào tạo thiệt là tăng tài ha. Nó sau đó hoặc đường Lưỡng Xuyên. Nó thành ra cho tới năm 1947 thì cụ Khánh Hòa mất. Nhưng mà năm 1926 á, nhớ rất rõ là cụ đi vận động phong trào Chánh Nhân Phật Giáo á, đi từ miền Nam ra tới miền Trung. Thì ra tới miền Trung bị một số chống đối, cứ nghĩ là cụ trong này lâu thôi, bày đặt đi vận động ai, xứ miền ngoài ông mà, lúc nào cũng kêu hẳn là mình miền ngoài có ăn có học gì đó kia. Tội nghiệp nhớ cụ Khánh Hòa có một cái áo à, nhắc hoài nhớ. Có cái áo mà ngày á, thì đi thì mặc, tối thì trụ là một nơi nào đó giặt để treo hàng rào cho khô, sáng mặc đi tiếp. Ở trong thì cái áo giá nát dai hết rồi. Cho nên khi mà cụ tịch á, có hai cái câu á là đức tiết kiệm nêu gương muôn thở, thương dân lành không nở xa hoa. Hồi đó tôi đâu biết cụ Khánh Hòa là ai đâu. Cái năm sau, năm giải phóng, năm 75 vô, tới năm 8 mấy tôi mới đi chùa. Thấy cái hình cụ bỏ trong có góc bù lúa đó. Như đó ông nghĩ thờ ai biết cụ là ai. Rồi cái mấy ông nội chính quyền nó vô nó hỏi ông này là ai, không biết. Mà sao tu mà để Lê Khánh Hòa, chứ đó cụ Khánh Hòa đâu có lấy chữ thích đâu, thấy không? Lê Khánh Hòa, cụ hành trụ là Lê Phước Bình, đúng không? Nè, cái hồi đem tưởng đâu là ông già làng nào trong làng, hồi xưa hình trắng đen mà. Đem bỏ gốc bù lúa, tôi mới lôi ra. Tôi tại đứt là mình lũi lũi cho cái gốc bù lúa, mình đuổi chuột á. Chùa xưa có bù lúa. Tôi mới lôi ra, tôi hỏi. Thì bây giờ tôi mới nhớ cái ông thầy mà ngày xưa mà tôi quy y á, ông ra đời. Bởi vì khi mà năm tám mấy mà thành lập hợp tác xã thời bao cấp á, thì kêu gọi mấy ông thầy mà hồi xưa có từng che giấu cán bộ á, có từng cứ có súng ống á, thì cho có cái ghế ngồi để làm việc hợp tác xã. Thì ông thì thầy xưa mà ông già rồi, ông đâu có nghĩ rằng là cuộc đời nó thay đổi đâu. Thôi thì bây giờ được ra làm cán bộ là mừng rồi, thấy không? Thời đó khổ thấy mồ. Tôi nhớ chị em bà ngoại tôi đó nha. Tôi nhớ bà ngoại tôi nè. Bà ngoại tôi là bà Lê Thị Nhân, pháp danh là Diệu Ân. Bà chính tôi là Lê Thị Kim Hà, pháp danh là Diệu Tiên. Bà năm tôi là Lê Thị Ẩn, pháp danh là Diệu Hóa. Tôi nhớ từng bài đó. Giờ là thiên cổ hết rồi. Mấy quỳ năn nỉ đó, thầy thương tụi con, thầy đừng có ra đời, thầy ở thầy lo cho chùa đi thầy. Hồi xưa là chỉ mấy thầy ở hương khói với công phu với đám ma là giữ đóng mà, chứ đâu có dạy kinh thuyết pháp gì đâu chú, thấy không? Mà ông nói không lẽ cả cuộc đời thầy tụi con bắt thầy phải ngậm nước trà hút thuốc lá hoài sao, không có ra đời. Là lúc đó tôi chưa có đủ tuổi thọ năm giới mới quy y à, cho nên chưa kịp đặt pháp danh cho tôi, nó ra đời rồi.
sao đạt thiện tài là thầy thầy sao đạt. Thì đó lúc đó đó tôi nhớ là đem cái hình bỏ kẹt vào lúa đó, rồi cái chùa có vụ lúa mấy, rồi chuột quá đi, rồi mấy bà mới nói tôi lúc mà rầm quân nó tôi lủi vô dùm, tôi còn nhỏ tôi đuổi mấy cái chèn mấy cái lỗ lại, thì mới thấy cái hình cụ tổ Lê Khánh Hòa mới lôi ra, mà lúc đó cũng đâu biết đâu, sau này mới tri ra có hai câu đó: đức tiết kiệm nêu gương muôn thở, thương dân lành không nở xa qua. Thì năm 1926, cụ đi ra từ Sài Gòn ra miền Trung một chuyến nhưng mà không có thành công. Đến năm 27, thì mới vận động các cái nhà trí thức ở Chợ Lớn á. Thì bây giờ còn là cái người cuối cùng, là cái người nhỏ tuổi nhất của thời đó là giáo sư Trần Nhân Khuê á, là giáo sư âm nhạc mới chết rồi đó. Là người những người mà gọi là đầu tiên trong phong trào đó kết hợp mà là nhỏ tuổi nhất đó là chết rồi, thì còn ai đâu mà chứng tích lịch sử gì. Cụ chết năm 47, đúng 70, 70 tuổi, thì tới ngày 19 tháng 6. Nếu mà phải 19 tháng 6 năm 47. Thì giờ cái chùa cụ giờ là cái khu di tích văn hóa lịch sử, nhưng mà nó cũng phát triển gì nhiều được. Tại nó quê nó gần nhà tôi á. Chùa hồi xưa giữa Bến Tre là dân quê tôi á, nó chỉ có cái đi đò qua thôi. Còn Bến Tre mà thuộc Bình Đại, Ba Tri á, nó mới xa. Không hiểu tôi dùng cái Bến Tre nó vậy nè. Thì bên đây là sông, bên đây là sông, cho nên nó sông Tiền, sông Hậu. Đây xuống đây Mỏ Cày, Thạnh Phú. Bên đây Ba Tri, Bình Đại, bên đây Trà Vinh, Vĩnh Long vậy đó. Ba Tri cũng nổi tiếng. Ba Tri thì tại nhà của Nguyễn Đình Chiểu. Cụ Đồ Chiểu. Với cụ Trương Vĩnh Ký vậy đó. Mà cụ Đồ Chiểu nổi tiếng nhiều nhất. Ở Bến Tre bây giờ còn cái di tích lịch sử và tượng đồng của Phan Thanh Giản với lại Trần Quốc Toản hả? Không biết, tại sao không rành. Ở Bến Tre đó chứ đâu. Không rành, tại vì cái đó không rành thật, tại vì không biết, tôi vậy chứ tôi đâu có biết là chạy xe rồi đâu. Họ bảo nó chạy xe hai bánh, rồi chạy xe cũng gần vậy thôi. Phan Thanh Giản bây giờ hình... đi đâu có người chở đi mà đâu đi tới mà chỗ đó còn này kia nào bây giờ ở Phan Thanh của Phan Thanh Giáng là bây giờ ở Bến Tre đó. Tôi có tới rồi. Mới lại Trần Quốc Toản. Trường Việt ở trường ở Sài Gòn là Trần Quốc Toản đó. Là cũng là gốc tích ở Bến Tre đó. Cái nào biết thì nó biết, không biết nó không rành đó. Ở vậy là cũng đơn giản quê đó luôn. Phan Thanh Giản ở Bến Tre là thì đương nhiên nó cũng có nhiều cái di tích lịch sử của Đường Chiểu, và coi như là bây giờ là ở người phút nó 8 giờ đi làm, 8 giờ đi rồi đó. Thôi giờ đi, mà chuẩn bị đi. Nói sáng ra nói chuyện chơi chút, không muốn trạm gì mà buồn quá nhỉ. Đâu, 8 giờ còn 10 phút.